Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. McDonald's, thức dậy sớm là điều không dễ dàng. Vì vậy, hãy thưởng cho mình một ly McCafe mới pha chỉ với 1 đồng tại McDonald's. Được làm từ 100% hạt cà phê Arabica, chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. McDonald's được một lựa chọn đã tốt, nhưng được hai lựa chọn thì còn tuyệt vời hơn. Chọn hai món bất kỳ trong những món ưa thích như 4 miếng Chicken McNuggets hay McChicken chỉ 2 đồng 50 cent với McPick 2 for 250 của McDonald's. Thảo Yên Hoàng chủ trì trở lại với quý khán thính giả và tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Trong 2 ngày qua thì một nhân vật phụ nữ cố vấn của ông Trump, bà Conway, đã phải đương đầu với những cái chỉ trích khá nặng nề từ Ủy ban Đạo đức của Quốc hội, kể cả những người khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn của bà với đài truyền hình Fox News. Trong đó bà nói: "Ồ, tôi cũng có ăn mặc những cái nhãn hiệu của Ivanka Trump và kêu gọi quý vị hãy đi mua những cái nhãn hiệu của Ivanka Trump đi." Một người trong tòa Bạch Ốc, thưa quý vị, theo những cái quy định của Ủy ban Đạo đức không được phép quảng cáo cho các mặt hàng khác. Chẳng hạn như ngay cả chúng tôi làm việc trên đài DTV nữa, tự nhiên giới thiệu: "Ô quý vị nhớ ghé nhà hàng này ăn đi, ngon lắm", lại khá như vậy, cũng bị cấm đoán. Bởi vì sao? Nó vi phạm vào những cái luật lệ. Và ngày hôm nay tòa Bạch Ốc cũng tuyên bố là họ đã có những cái lời lẽ nhắn nhủ với bà Conway. Họ nói, họ dùng cái chữ counsel, nhưng mà không có nói rõ là có những cái vấn đề kỷ luật nào đó hay không. Riêng bà Conway, cũng bản tin cũng ghi nhận là chính bà cũng đã gửi lời xin lỗi ông Trump là đã tạo ra một cái vụ này. Nhưng mà cá nhân ông Trump cũng thế, quý vị thấy đó, là sau khi mà Nordstrom tuyên bố là không có bán hàng của Ivanka Trump nữa, thì chính ông cũng lên Twitter và ông viết đó là đối xử với con gái của ông không có được công bằng. Cô gái là một người rất là tuyệt vời, lúc nào cũng ủng hộ bố cả, tại sao không ủng hộ? Thì đó là những cái diễn biến liên quan đến những gì. Bên phía Nordstrom thì họ không có giải thích cặn kẽ, họ chỉ nói như thế này là hàng đó bình thường mỗi năm họ lượng định lại và hàng bán không được thì họ bỏ thôi. Vâng. Nhưng mà mặt khác đó thì cũng gặp phải áp lực của những người bên ngoài viết thư nói rằng nếu mà Nordstrom còn tiếp tục mà giữ hàng của Ivanka nữa thì họ không đến để mua hàng của Nordstrom. Thì không biết được là liệu rằng bị áp lực chính trị hay là thật sự họ không bán được hàng của Ivanka. Vâng. Mà không những Nordstrom nữa, ngay cả Neiman Marcus, rồi hôm qua thì TJ Maxx, Marshall cũng tuyên bố. Lý do là TJ Maxx và Marshall là thường lấy hàng của những Macy, Nordstrom, phải không? Vâng. Từ ngay cả hàng Tom Ford, Calvin Klein họ cũng lấy nữa. Những cái hàng mà hết mùa thì những cái hàng người đó họ bỏ ra để mà bán rẻ đi. Thì Nordstrom, TJ Maxx lấy lại. Thì bây giờ Nordstrom, Neiman Marcus bỏ hàng của Ivanka thì họ thực sự cũng không có hàng để bán. Đó là lý do tại sao mà họ cũng tuyên bố họ cũng không có yêu cầu các nhân viên bên dưới là không nhận hàng của Ivanka Trump nữa. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì giới chức ở quận Los Angeles vừa cho biết là những cái nỗ lực mà muốn giảm thiểu số người vô gia cư tại LA tiếp tục bị trì trệ là bởi vì đến từ chính những người chủ cho thuê nhà. Thì bà Christina Nieto là người quản lý của tổ chức giúp đỡ người vô gia cư cho biết là trước đây đó thì tổ chức này của bà chỉ mất khoảng chừng 1 tháng là có thể giúp cho một gia đình người vô gia cư mướn được nhà. Nhưng mà nay hơn 6 tháng trời tổ chức của bà không tìm đâu ra người chủ nào muốn cho người vô gia cư thuê nhà, mặc dù là tổ chức này giúp đỡ trả tiền nhà.
Trước kia với cái giá là cái giá hiện nay cũng là một cái vấn đề, khi mà một studio ở Los Angeles tổ chức này chỉ mất khoảng chừng 650 đồng thì nay họ bỏ ra hơn 1.000 đồng mà vẫn không thuê được, là và rồi sau đó cơ quan quản lý nhà của LA, gọi tắt là HACLA, họ đang có một cái chương trình cung cấp voucher cho những người vô gia cư hoặc là những cựu chiến binh có thu nhập thấp để có thể mướn được nhà. Nhưng mà cái chương trình này hiện nay cũng đang thất bại, bởi vì 40% những người được cấp voucher bị chủ nhà từ chối cho thuê và những người này lại tiếp tục quay trở ra đường để mà ngủ. Thì cơ quan HACLA cho biết là một phần là vì nhà trống ở LA quá ít, luôn ở mức dưới 3%, khiến cho những người chủ nhà không cần thiết chấp nhận voucher, mà khi họ biết người thuê nhà từng là homeless thì lại càng không muốn. Và với lại cái chương trình voucher này có một giới hạn là họ chỉ thuê nhà ở mức giá là từ 3.500 đồng trở xuống, trong khi trung bình tất cả những chủ nhà LA đều đòi một mức giá là từ 1.500 đồng trở lên cho một cái studio, thì càng khiến cho sự việc thêm khó khăn. Hiện nay thì tổ chức HACLA cho biết là họ đang có những cái bước chẳng hạn như là lập ra những cái khoản deposit tiền nhà trước cho chủ nhà nào chấp nhận cho người vô gia cư thuê nhà, hoặc là họ để sẵn một cái khoản tiền nếu như nhà bị hư hại, nhưng mà vẫn cái danh sách mà những người chủ nhà chấp nhận thì vẫn chưa có ai ghi danh, thưa quý vị. Và thưa quý vị, ông Trump đã thay đổi quan điểm đối với Trung Quốc. Quý vị nhớ trước đây đó, chính ông là người đã từng tuyên bố cái vấn đề về One China Policy, chính sách một Trung Quốc phải được xét lại. Đồng thời là cũng nói chuyện với bà Thái Anh Văn, tổng thống của Đài Loan, mở ra những cái quan hệ mới. Và bà Thái và ngay cả Trung Quốc cũng đã từng kêu gọi ông Trump, yêu cầu ông Trump là không nên cho phép bà Thái Anh Văn được đáp máy bay đến Hoa Kỳ này. Với cái thái độ như thế thì ông Trump nói không, cái chuyện bà có ghé qua để mà tham dự lễ nhậm chức hay là đi họp chung với các giới chức ở Houston, Texas vân vân thì đó là chuyện của bà, không quan tâm. Nhưng mà ngày hôm tối hôm qua thì điểm đặc biệt, chắc có lẽ vì vấn đề mà căng thẳng quan hệ và thấy bây giờ mà nếu mà gây ra cái cuộc chiến tranh về vấn đề mậu dịch, mình không nói tới cái chuyện mà chiến tranh ở vùng Biển Đông, cái vấn đề đó sẽ được giải quyết từ từ thưa quý vị, thì không có lợi trong lúc ông Trump lại muốn gia tăng mậu dịch đầu tư ở Hoa Kỳ này. Và bản tin cũng ghi nhận nữa, Trung Quốc trong tương lai có thể vượt qua mặt nước Mỹ để đứng là nền kinh tế số 1 trên thế giới, và thậm chí Ấn Độ cũng có thể vượt qua mặt Mỹ luôn. Mỹ sẽ đứng hạng thứ 3 theo một cái cuộc thăm dò của các tổ chức quốc tế uy tín, thưa quý vị. Đó là chắc lẽ là lý do mà tối hôm qua ông Trump đã nhấc điện thoại gọi đến để nói chuyện với ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và trong cuộc nói chuyện này, ông Trump đã thay đổi quan điểm và chiến lược và nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ chính sách một quốc gia của Trung Quốc. Và chỉ cần như thế thôi là ngay lập tức tảng băng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã được tan ra. Và qua bên phía Tòa Bạch Ốc sáng nay nói rằng là ông Trump đã có một cái cuộc điện đàm khá là dài với ông Tập Cận Bình. Hai bên thảo luận với nhau và lẽ đương nhiên trong đó có những cái vấn đề về mậu dịch và nhiều vấn đề khác nữa. Điều này cho thấy rằng là thái độ của nước Mỹ hòa hoãn. Và lý do thưa quý vị rất là quan trọng, Trung Quốc nắm trong tay biết bao nhiêu ngàn tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ công trái phiếu. Chỉ cần bán tháo một cái thôi là Hoa Kỳ có thể sụp đổ nền kinh tế. Cho nên đó cũng là những vấn đề lớn. Trung Quốc, Nhật Bản hiện nay đang nắm trong tay công trái phiếu của nước Mỹ, mà anh thiếu nợ người ta, khi mà người ta đòi thì phải trả mà thôi. Thì điều đó có thể là một cái vấn đề lớn để khiến cho ông Trump bây giờ phải nhượng bộ về vấn đề chính sách với Trung Quốc. Còn về vấn đề Biển Đông thì chúng ta chờ đợi xem ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ có những tuyên bố nào trong tương lai, thưa quý vị. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến thưa quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày. Chương trình này được mang tới bởi McDonald's. Vượt qua cả những ngày khó khăn nhất với một ly McCafe trong tay,
McCafe của McDonald's được pha mới mỗi 30 phút và chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. McDonald's được một lựa chọn đã tốt, nhưng được hai lựa chọn thì còn tuyệt vời hơn. Chọn hai món bất kỳ trong những món ưa thích như 4 miếng Chicken McNuggets hay McChicken chỉ 2 đồng 50 cent với McPick 2 for $2.50 của McDonald's.